với những gương mặt rất quen thuộc trong phong trào của bóng đá của chút bóng rất đẹp của cầu thủ Trần Phú. Nhưng đây là một pha phản công cho Trọng Tháp. Anh sẽ chiến đấu với những hậu vệ dày dặn kinh nghiệm của đội Trọng Tháp Đa Phát. Cầu thủ Trần Phú chúng ta cũng đang lưu ý, bởi vì đội chống thấm họ có một tiền đạo rất xuất sắc, cầu thủ Trần Toàn tại cầu thủ số 14 của đội Trần Phú. Tỷ số 1-1. Có thể thấy được nhiều khi đã đầu tư những cầu thủ Trần Phú mà đang dùng sức kiện của mình để lắng ép. Đá không có chiếc thần đúng luôn. Người chạy nước vậy. Các cầu thủ của HSC họ thì là công ngon thôi là. Một pha đi bóng ngay của cầu thủ số 6. Lên đi đây, không vào. Ôm gọt bóng của thủ môn đội Trần Phú FC. Có thể thấy cầu thủ hiện nay của đội Trần Phú anh đang đang tập trên đang tấn công.
tiếp tục. Thi đấu thứ hai này các cầu thủ tấn công nó khác, hiện tại là chen lên trong sân của đội Trần Phú và tấn công. Một pha cắt bóng rất tốt của hậu vệ là Trần Anh Quân, số 21 của Trần của Trần Phú đã phát. Bàn thắng trong giải năm nay liệu có ghi được thứ ba cho mình. Xuất ba qua biết cái nỗi buồn gì không? Buồn đang bóp. Đồ ơi, cái đó mới mệt đó. Khó đi mượn chăm xong. Tát không vào. Tới nỗi tới 7 rưỡi hết rồi. Pha ôm dọn bóng rất hay của mấy giờ đây? Đi bàn rồi. We'll be right back.